Muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn tiêu muốn xài thì tìm đến em. Hôm nay em Khoa ở ô tô Hoàng Long xin giới thiệu đến quý anh chị mẫu xe đang làm mưa làm gió hiện nay. Sử dụng công nghệ Nhật Bản với dung tích động cơ lên đến 1.5 lít. Được tích hợp thêm hai công nghệ tiên tiến là công nghệ GDI phun xăng trực tiếp vào bồn đốt và công nghệ van biến thiên DVVT. Vì được tích hợp hai công nghệ tiên tiến nên chiếc xe này tiết kiệm nhiên liệu một cách vượt trội hơn so với các loại xe cùng phân khúc. Cụ thể là tốn khoảng 8 lít trên 100 cây đối với ta chạy full tải. Một cửa hông vô cùng chắc chắn và một cái thùng hàng rất là rộng lên đến 4,9 khối. Chiều dài lọt lòng thùng lên đến 2m55. Chiều rộng là 1m55 và chiều cao là 1m33. Với các cung đường hẹp của Sài Gòn thì ta có thể mở cửa ga 90 độ để thuận tiện cho việc di chuyển hàng hóa. Còn nếu các cung đường rộng hơn thì ta có thể mở ga đến 180 độ. Với kích thước hợp lý, cùng với đó vô tư chạy 24/7, TRV6, đẳng cấp mang thương hiệu Dehan. Anh chị tham khảo xe liên hệ đến em Khoa qua số điện thoại để bên dưới. Cảm ơn anh chị đã xem video.